Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa hoặc tương tác văn hóa lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập. Trong đó tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, cụ thể gồm di sản văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Chương trình có 7 mục tiêu tổng quát: tạo bước chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, chuyên gia đầu ngành, lực lượng người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao, phát huy tính đại chúng, tính khoa học, tính dân tộc của văn hóa thông qua đổi mới sáng tạo, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Báo cáo thẩm tra cho rằng, việc đầu tư chương trình ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn, tiếp tục khẳng định các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu về phát triển văn hóa đề ra trong các nghị quyết của Đảng. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng hơn về hệ thống mục tiêu chỉ tiêu của chương trình. Đồng thời cũng báo cáo thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể, có số liệu đầy đủ về hiện trạng, đề xuất hệ thống các mục tiêu chỉ tiêu đảm bảo rõ ràng, không trùng lặp, thể hiện được quan điểm đầu tư trọng tâm, trọng điểm và là căn cứ để xác định nhu cầu vốn đầu tư của chương trình.